Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực kiểm tra giám sát thường xuyên tại Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình. Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, ngày 27 tháng 10 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận về một số sự thảo luận. Tham dự phiên họp có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của sự thảo luận lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại phiên thảo luận, vẫn còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc quy định quyền hạn và trách nhiệm pháp lý của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ một số vấn đề để có quy định thống nhất phù hợp, đảm bảo lực lượng nhưng không chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Nghiên cứu bổ sung thêm điều luật quy định cụ thể về quyền hạn, về việc bố trí sắp xếp lực lượng, thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cân nhắc về độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đối với nam và nữ, về thành phần, chức danh của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Sau đó, Quốc hội tổ chức thảo luận ở tổ về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53/2017 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành, nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Ngày 27 tháng 10, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Sự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sự thảo gồm 16 điều, được nêu rõ trong 4 chương. Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh theo dự thảo quy định. Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng trong Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Tổ chức Chính trị Xã hội, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Các đại biểu cơ bản nhất trí với cơ cấu nội dung và ý nghĩa quan trọng của dự thảo. Tham gia ý kiến cho dự thảo, đồng chí Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất trí về kết cấu bố cục dự thảo, đồng thời tham gia góp ý với các nội dung, bổ sung một số cụm từ vào khoản 1, điều 2, khoản 4, điều 4, điều 5 để phù hợp với chức năng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng. Đề nghị điều chỉnh tên điều 4 là cơ cấu tổ chức để thống nhất với tên của chương 2 và quy trình quyết định Đảng, Ban Cán sự Đảng thành một khoản. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thực tiễn của các đại biểu dự hội nghị. Đề nghị các địa phương sớm gửi ý kiến đóng góp về tổ soạn thảo. Trên cơ sở đó, tổ soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu, sớm hoàn thiện dự thảo để trình Ban Bí thư trong thời gian tới. Ngày 27 tháng 10, đoàn kiểm tra giám sát thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về kết quả lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 và 9 tháng năm 2023. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cấp, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh,
quán triệt triển khai đồng bộ các nghị quyết chỉ thị của Trung ương của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đi vào nề nếp, cấp ủy tổ chức đảng chính quyền địa phương các cấp đã chủ động hơn trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế được thực hiện đồng bộ hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của Đảng, Nhà nước, có sức cảnh báo răn đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước. Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, có 309 cơ quan tổ chức đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch về tổ chức hoạt động. Các cơ quan chức năng đã phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật. Công tác thi hành án không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra giám sát Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua đó, tỉnh Hòa Bình rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh trong thời gian tới. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhận thức của cấp ủy, của đảng viên, cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu và nhân dân có sự chuyển biến rất là rõ nét. Cái việc mà chúng ta làm điểm cũng tạo ra cái sự cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ của chúng ta. Nhất là các đội ngũ cán bộ phụ trách các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Đó là tài nguyên, là khoáng sản, là đất đai, là rừng. Thì cái này là chúng tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Tôi cũng mong muốn với cương vị của đồng chí viện trưởng, một là phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo để hoàn thiện các cái quy định của pháp luật, nhất là hai cái chính sách mà tôi vừa báo cáo đồng chí viện trưởng. Một là chính sách đất đai, hai là chính sách hình sự. Phải tiếp tục hoàn thiện, phải có cái cơ chế chính sách liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục có cái hoàn thiện cơ chế chính sách đối với cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng. Kết luận hội nghị, đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ghi nhận công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được tỉnh Hòa Bình thực hiện đồng bộ, hiệu quả và có bước phát triển mới, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện để thanh tra, kiểm tra, xử lý. Riêng cái chuyện các ông chí chọn điểm để các ông chí làm đó cũng là một cách. Nếu bình thường các ông chí cứ phát sinh đâu làm đó thì cái đó nó không chủ động, mà chúng ta chọn những cái khâu, những cái lĩnh vực nó nhạy cảm và chúng ta thấy là những cái mà cần phải giải quyết để răn đe giáo dục được, thì đó chính là cái trách nhiệm, cái lãnh đạo của chúng ta. Thì cái này phải nói là đánh giá là một cái địa phương các ông chí chủ động, có nhiều cái chuyển biến tích cực, vừa quán triệt thực hiện nghiêm của trên nhưng đồng thời các ông chí chủ động cái phần lãnh đạo chỉ đạo của mình. Đây là cái điểm nổi bật của Hòa Bình. Có hai cái việc nó liên quan đến cái công tác phòng ngừa, phòng chống tham nhũng mà cũng đồng thời là chống tham nhũng luôn đấy, chính là công tác cán bộ. Thì các đồng chí cũng đã chủ động làm. Mà đây cán bộ không chỉ có cán bộ làm tác phòng chống tham nhũng đâu, mà cán bộ làm công tác liên quan đến quản lý nhà nước, đến kinh tế xã hội, đến lĩnh vực khác và kể cả trong hệ thống chính trị của mình. Nói chung là công tác cán bộ nó sẽ quyết định cái chuyện phòng và chống của chúng ta. Khi chúng ta chọn được cái ông đứng đầu nó ngon thì nó sẽ lan tỏa cái tích cực cho cả cái cơ quan đơn vị, cái ngành mà ông phụ trách. Nên là các ông chí nhận thức chỗ này tôi rất đồng tình và cho rằng đây là biện pháp vừa trước mắt mà vừa căn cơ. Khi mà làm tốt ở cái mảng quản lý nhà nước thì nó sẽ giúp cho cái chuyện quản lý hiệu lực hiệu quả hơn, công khai minh bạch hơn. Còn là ở trong cái lực lượng mà phòng chống tham nhũng thì nó là có lực lượng để chúng ta kiểm soát cái tình hình này. Và nếu nói theo cái nghĩa nào đó là cái chuyện các đồng chí là luân chuyển cán bộ là đúng. Ở đây nó có hai cái việc, khi mà chúng ta luân chuyển đến chỗ mới thì một là giỏi hay dở nó lộ ra ngay, nó xuyên thấu hết tất cả các yêu cầu khác. Phát triển cũng chỗ này mà, bảo vệ đảng rồi phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng chỗ này. Những cái khâu lĩnh vực mà nó nhạy cảm mà nó có thể phát sinh tiêu cực tham nhũng thì các đồng chí xác định đúng hết rồi. Thế thì bây giờ là một là tăng cường cán bộ tham gia vào lĩnh vực đó để mà tăng cường cái phòng ngừa kiểm soát, hay là cũng tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát ở cái khu vực đó để mà kiểm soát.
Đồng chí trưởng đoàn giám sát ghi nhận những đề xuất của tỉnh Hòa Bình, báo cáo với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực xem xét giải quyết. Tối ngày 26 tháng 10, tại vườn hoa phố đi bộ đường Đà Giang, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh long trọng tổ chức khai mạc lễ cầu ngư thả hoa đăng trên sông Đà. Tham dự lễ hội có các đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Nằm trong khuôn khổ lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm ô cốp vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023 diễn ra trong 5 ngày từ 26 đến 31 tháng 10 năm 2023. Khai mạc lễ cầu ngư thả hoa đăng trên sông Đà là một hoạt động khởi đầu của lễ hội và hội chợ nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần, nét đẹp trong văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Tại lễ cầu ngư thả hoa đăng trên sông Đà, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh: mỗi ngọn nến, đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, một tiện niệm an lạc, cầu sự may mắn, những điều an lành cho mình và cho mọi người. Tôi tin nếu có một lần thả những ngọn đèn hoa đăng lung linh trên dòng sông Đà, chúng ta sẽ mãi nhớ và muốn được tận hưởng cảm giác bình an trong khoảnh khắc ấy thêm nhiều lần nữa. Lễ cầu ngư thả hoa đăng trên sông Đà được chia làm hai phần gồm phần lễ và phần hội. Mở đầu là nghi lễ cầu ngư được nghệ nhân Mo Mường thể hiện tại vị trí giữa sông Đà, mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, một năm mùa màng bội thu và tôn vinh bản sắc văn hóa, tạo dựng nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam vào những ngày lễ lớn. Cầu cho mưa thuận gió hòa này, vì mình sẽ mời cái một cái ông ở trên mường trời xuống, thì là thần nông nghiệp, bảo trợ nông nghiệp xuống để người ta để cầu cho mưa thuận gió hòa này, cầu cho mùa màng bội thu này tươi tốt này, trên đồi tốt lộc tốt lá, đến dưới nước con cá đẻ nó tốt bi là vừa lành bay, cả cá cả tôm, cho nên là cái cầu cho nó may mắn, bình an, mạnh khỏe và cho đất Mường Hòa Bình nói riêng mà cả Việt Nam nói chung là cùng may mắn. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật hòa tấu trống chiêng, biểu diễn một số nghi thức văn hóa nghệ thuật truyền thống. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đông đảo nhân dân đã tiến hành nghi thức thả 2.000 bông hoa đăng thắp sáng trên dòng sông Đà. Hoa đăng được thả vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa tạo điểm nhấn giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa con người Hòa Bình. Cái ngọn đèn hoa đăng này là thể hiện sự thắp sáng, tỏa sáng những cái tinh khiết tốt nhất của người dân Hòa Bình đối với con em của mình ở đây, và cũng như là tỏa sáng khắp miền đất nước để có những cái mưa thuận gió hòa, cũng như là thuận tiện về cái nuôi thủy sản tại dòng sông Đà, cũng như là cái thủy điện sông Đà ngày càng phát triển. Lễ cầu ngư thả hoa đăng trên sông Đà lần đầu tiên năm 2023 nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội tôm cá sông Đà và hội chợ. Đây là cơ hội để tỉnh Hòa Bình quảng bá, giới thiệu hình ảnh ấn tượng về tiềm năng thế mạnh, cảnh quan và bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Hòa Bình nói chung, khu du lịch vùng lòng hồ sông Đà nói riêng, góp phần kích cầu phát triển du lịch và thu hút mở rộng thị trường khách du lịch trong và ngoài nước đến với tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt ở trên dòng sông Đà, nơi hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng đang được thắp sáng ở tại đây. Đèn hoa đăng là biểu tượng cho ánh sáng thiện lương, với mong muốn cho một năm mùa màng bội thu, mưa thuận, gió hòa, người dân thì được ấm no, hạnh phúc. Và đây cũng là khởi đầu cho một mùa lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, và hội chợ nông nghiệp và triển lãm các sản phẩm ô cốp Trung du và miền núi phía Bắc năm 2023 thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ cầu ngư thả hoa đăng trên sông Đà tại sân khấu phố đi bộ Đê Đà Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình tổ chức khai trương phố đi bộ thành phố Hòa Bình năm 2023.
Tuyến phố đi bộ Đà Giang có tổng chiều dài trên 2 km, bắt đầu từ đầu đường Hòa Bình đi dọc đường D Đà Giang, điểm cuối cầu Hòa Bình 2 thuộc địa bàn phường Phương Lâm, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Công trình được chỉnh trang, lắp đèn chiếu sáng, xây dựng khuôn viên vườn hoa với tổng kinh phí đầu tư trên 13 tỷ đồng. Đến thời điểm này, có hơn 120 hộ đăng ký và đã được bố trí gian hàng vào đúng vị trí quy định. Đặc biệt, từ ngày 8 tháng 9 năm 2023 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, phố đi bộ được tổ chức vận hành thử nghiệm, được 12 buổi hoạt động vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần, từ 19 giờ đến 23 giờ, thu hút trên 33.000 lượt người tham dự. Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự án xây dựng tuyến phố Đà Giang, thành phố đi bộ của thành phố Hòa Bình là một trong những công trình quan trọng không chỉ có ý nghĩa về văn hóa xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Bởi việc đưa vào vận hành tuyến phố đi bộ sẽ là sản phẩm du lịch mới, có sức hấp dẫn đặc biệt thu hút khách du lịch, tạo không gian môi trường phát triển các hoạt động, các loại hình văn hóa nghệ thuật, thương mại, dịch vụ, ẩm thực, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và nhân dân Hòa Bình. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cần tăng cường công tác quản lý, phát triển, phát huy giá trị, công năng của công trình phố đi bộ thành phố để trở thành điểm nhấn quan trọng, mang lại giá trị kết nối trong quảng bá văn hóa truyền thống, thúc đẩy thương mại dịch vụ và du lịch ngày càng phát triển, góp phần xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành một thành phố đáng sống. Nhân dịp khai trương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cắt băng khánh thành chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Đà Giang thành phố Hòa Bình năm 2023 và tham quan một số gian hàng tham gia phát triển kinh tế đêm tại tuyến phố đi bộ Đà Giang. Ngày 27 tháng 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển kinh tế thủy sản hồ chứa. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hiện nay, cả nước có khoảng 1.250 hồ chứa có hoạt động nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ. Cả nước có 13 hồ chứa có diện tích trên 5.000 ha, trong đó có các hồ Hòa Bình, Sơn La, Na Hàng, Tuyên Quang, Thác Bà, Yên Bái, Trị An, Đồng Nai. Là nhóm hồ chứa có tiềm năng nuôi trồng thủy sản cao, hiện nay một số tỉnh đã hình thành được các tổ hợp tác, chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Một số tỉnh đã quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm, áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gáp vào sản xuất thủy sản để nâng cao giá trị. Tỉnh Hòa Bình đã có các chương trình chính sách, mô hình hỗ trợ về thủy sản, khuyến khích người dân đầu tư mở rộng sản xuất, tăng năng suất sản lượng thủy sản và đã xây dựng được thương hiệu cá sông Đà. Hiện nay, tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa thủy lợi, thủy điện cả nước rất lớn. Tuy nhiên, diện tích mặt nước được khai thác nuôi trồng thủy sản chưa nhiều do khó khăn về công tác quản lý hạ tầng, cơ chế chính sách, chế biến tiêu thụ, đăng ký xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè tại các địa phương và nhận thức của người nuôi. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận, làm rõ thêm những tiềm năng cơ chế chính sách, giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên hồ chứa nhằm tạo bứt phá trong phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Hòa Bình cũng như các tỉnh có tiềm năng nuôi trồng thủy sản trên cả nước. Ngày 27 tháng 10, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã cho ý kiến vào tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung nghị quyết số 128 ngày 4 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo nghị quyết, các căn cứ đã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đề nghị sửa một số chi tiết, câu từ cho dự thảo nghị quyết, đảm bảo chính xác, chặt chẽ hơn. Lãnh đạo các ban ngành chức năng cũng giải trình, làm rõ các nội dung của dự thảo nghị quyết.
Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Lực, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn thiện tờ trình để ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới. Ngày 27 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức họp bàn kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2023. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đồng chủ trì hội nghị. Dự kiến lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 năm 2023 tại quảng trường trung tâm thành phố Hòa Bình. Trước lễ tưởng niệm sẽ diễn ra hoạt động tặng quà cho các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Lễ tưởng niệm được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành luật an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, đồng thời cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam. Các đại biểu tập trung thảo luận thống nhất một số nội dung và nhiệm vụ phối hợp của từng đơn vị sở ngành trong quá trình diễn ra lễ tưởng niệm. Kết luận buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia xây dựng kế hoạch cụ thể những phần việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đảm nhận, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành cùng đóng góp vào kịch bản chi tiết như không gian, thời gian, địa điểm, quy mô, thành phần, từng ngành phải có phương án riêng cho từng nhiệm vụ được giao, bổ sung thêm vào kế hoạch trước khi diễn ra lễ tưởng niệm sẽ có lễ cầu siêu cho các nạn nhân bị mất do tai nạn giao thông. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.